Lúc sáng mình lái xe xuống cái chợ gần ở nhà đó để mua chôm chôm đó, thì lúc đó người ta nói hết rồi, bán hết chôm chôm rồi. Thì buổi chiều mình chạy lại thì mới mua cái thùng chôm chôm với tiện ở đây cho các bạn xem cơm cháy nhập khẩu từ Việt Nam qua nè. Đó, mình mua hai bọc cơm cháy nè. Đó, các bạn thấy cái chữ vàng vàng không? Cơm cháy đó. Đây là hàng nhập khẩu. Xong rồi mình mua hai pound cá. Tiếng Bỉ gọi là cá salmon. Tiếng Việt Nam mình gọi là cá hồi đó. Thì mình thấy họ treo cái bảng bán $8 cho mỗi 1 pound của Mỹ đó, là chạy ra 20 mấy đô la 1 kg cá hồi. Thì mình nói là mình muốn mua hai pound thì mình nhờ họ cắt cho mình luôn, tại vì mình không có biết làm đồ ăn đó các bạn, đánh dậy cắt đồ sẵn cho mình luôn. Thì mình chỉ cần đem về nhà rồi mình rải muối lên thôi chứ không có còn làm cái gì nữa hết á. Ở Mỹ nó sung sướng là như vậy đó các bạn. Thì bây giờ mình đã thấm một chút xíu muối chứ ngoài ra không có cái gì hết á. Tại vì ở nhà mình có cái loại nước tương thượng hạng đó các bạn. Mình mua nước tương Maje ở bên Đức á, Made in Germany á. Trung bình là thấp nhất á, nước tương là 16 đô la cho mỗi một chai, hiệu Maje á, nước tương Maje đó. Thì nếu như mà nó không có đậm đà, nó không có như ý á, thì có thể mình chế cái nước tương thượng hạng đó lên mình ăn. Còn tạm thời đó thì mình chỉ có ướp với muối thôi, ngoài ra không có tiêu, không có gì hết á. Đó thì mình chờ có khoảng chừng 10 phút nữa mình chiên cho đứa con trai út của mình nó ăn. Đó thì mình có để sẵn cái chảo ở đây. Thường thường bà xã của mình bà làm đồ ăn á, thì bà dùng những cái dầu chiên đó. Bà dùng cái loại bắp đồ á, rau cải đồ gì đó. Còn mình á, ở nhà mình á, mình có một cái loại đặc biệt. Đó là dầu ô liu. Dầu ô liu đó, tiếng Mỹ gọi là dầu ô liu đó. Người Mỹ người ta gọi là olive oil đó, mình dùng cái loại đó. Đó. Với lại ở nhà mình cũng ăn cơm khác hơn gạo á, khác hơn bà xã của mình. Mình ăn gạo ở Việt Nam gọi là gạo gạo lứt á. Người Mỹ người ta gọi là brown rice. Thì dạo này mình lười á, lười nấu. Ở nhà có hai cái nồi. Một cái nồi á, thì mình tự mình nấu cho mình, còn bà xã ăn gạo trắng á, thì bà gạo thường á, thì bà nấu. Còn mình ăn gạo lứt á, thì mình nấu cái nồi của mình. Cái nồi cơm của bà hiệu Nam Hàn, còn cái nồi cơm của mình là hiệu của Nhật. Mình xài cái hàng gì cũng là hàng của Nhật hết đó. Dạng như mình muốn ủng hộ cho người ta tiếp tục người ta sản xuất đó các bạn. Đó thì mình không có thích hàng ma dê ở bên Tàu. Đường cùng mà buộc lắm mình cần cái thứ gì á, dụng cụ thiết bị á, mà mình bó tay á, tìm không được những cái hiệu khác á, thì mình bó tay mình phải mua mua hàng ma dê ở bên Tàu. Còn mà mình mua hàng Đài Loan, hàng Mã Lai, hàng Thái, hàng Việt Nam, hàng Nhật đồ không à. Đó, mình không có thích ủng hộ cho Tàu. Tại vì hãng xưởng là của tụi nó là toàn là quốc danh không à. Nó bóc lột, nó hút máu người dân của nó cũng giống như cộng sản ở Việt Nam vậy đó. Đó thì ở bên Mỹ mà ăn một cái phần cá mòi như thế này á, là người mà nghèo nhất ở nước Mỹ á, là có khả năng ăn đều đặn mỗi ngày chứ không phải là lâu 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 nha các bạn. Nói á, thì khó tin lắm nhưng mà ai ở Mỹ người ta tin. Ở Mỹ á,
Thật sự mà nói, người càng nghèo á, ăn càng sang hơn là mấy người giàu. Mình nói ít thì mấy cái người sống ở Mỹ người ta hiểu nhiều, người ta hiểu ý của mình tại sao. Không có cần phải giải thích rõ. Nhưng mà người nào mà sống ở bên Mỹ á, tất cả mọi người sống ở Mỹ người ta đồng ý với những cái điều mình vừa nói. Người càng nghèo ở Mỹ á, là ăn càng sang càng sướng hơn là người giàu. Nghe thật là vô lý phải không các bạn? Có dịp các bạn qua bên Mỹ, các bạn làm người nghèo rồi các bạn sẽ hiểu mình nói. Tại vì mình không có muốn đào sâu vô cái vấn đề đời tư, trạm tử ái của người ta. Nhưng mà người ta ở Mỹ, người ta nghe mình nói như vậy là người ta hiểu. Càng nghèo á, là càng sung sướng. Ý mình nói là ăn 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 đồ ngon á, ăn sung sướng á. Đó thì bây giờ mình đợi 5 phút nữa thì mình sẽ chế cái dầu ô liu vô vô cái chảo này nè. Đó mình chiên. Chiên cỡ chừng 20 phút, một bên 10 phút. Sau 10 phút mình ướp với muối đó, bây giờ mình chuẩn bị mình đổ dầu ô liu vô cái chảo. Đó, các bạn thấy cái bình dầu nó có cái chữ ô liu đó. Dầu nó chưa có, dầu nó có chưa nóng, nhưng mà nếu mà mình đợi dầu nóng mình bỏ vô thì nó sẽ nóng cái tay của mình, với nó nổ văng lên. Bây giờ tạm thời mình dầu nó chưa nóng mình cứ để vô trước đi, rồi một hồi nữa nó nóng lên sau. Không có nhất thiết là phải đợi cho dầu nóng. Mình nói theo cái cách là của một người không có biết làm đầu bếp nha các bạn. Còn đương nhiên các bạn là đầu bếp thì các bạn không thể nói ồ tại sao anh không có chờ bỏ này bỏ kia. Là như mình đã nói nhiều lần á, là mình không có năng khiếu nấu ăn, cho nên cái cách của mình nó cũng hơi khác. Cái bình dầu này nè là dầu ô liu bà xã bà đi chợ á, bà mua giùm.